Chào buổi sáng ông bà cô chú anh chị và các bạn. Một khung cảnh rất là bình yên ở nông thôn Thụy Điển vào buổi sáng đây cả nhà ơi. Bây giờ là 7 giờ mấy sáng nè. 7 giờ mấy sáng thì sáng sớm á, người lớn tuổi ở Thụy Điển người ta dắt chó đi dạo, đi vòng vòng mà hít thở không khí trong lành buổi sáng nè cô chú. Như vẫn còn đang ở nhà cô Victor nè cả nhà. Giờ thì là hai cha con Peter với lại Mikey á lấy cái chiếc xe Honda của ảnh á để đi mua trứng với lại mua sữa về làm đồ ăn sáng nè cả nhà ơi. Hôm nay mình sẽ ăn sáng đồ của Peter làm nha cô chú. Xin chào Peter. Xin chào Việt Nam. Chào Mikey nha, Mikey nó rất là thích ngồi xe Honda với ba nó luôn cô chú. Đang nằm trên sofa đó nhưng mà nghe ba nói là sẽ đi siêu thị mua đồ bằng xe xe Honda này nè. Rồi, ngồi dậy Em liền. hämtar den kassan. Thích ngồi xe Honda hơn là thích ngồi xe xe hơi. Nói chung là hồi đó giờ là nó không có được ngồi xe Honda đâu. Một là ngồi tàu điện, còn hai là ngồi xe riêng á, xe hơi á. Mà đợt này ba nó có cái xe này nè, xong rồi nó ngồi thì tính ra cũng cỡ 9-10 năm luôn á, nhỏ lớn luôn mới được ngồi xe này, rất là thích luôn cô chú. Bay đâu cũng đi xin đi theo hết trơn á. Mà vài bữa lạnh rồi, hai cha con hết chạy cái này được rồi. Với lại mưa là không chạy được nha cả nhà ơi. Bây giờ là 15 16 độ á, phải tỏ nói anh không có lạnh, anh thích chạy về cho nó mát cho nên mặc cái áo thun này chạy luôn. Còn Mai Kỳ nó lạnh cho nên nó mặc áo tay dài nè cô chú, cái áo này là Như mua ở Việt Nam á. Cho Mai Kỳ áo khoác ở ngoài màu đỏ. Thôi hai cha con đi vui vẻ nha. Hôm nay cho hai cha con nó đi chợ rồi làm đồ ăn sáng đồ nha cô chú. Phải tờ anh mới cắt cỏ nè cả nhà. Buổi sáng mình cũng thích đi vòng vòng về dạo mát xong rồi lát vô ăn sáng uống cà phê. Hôm nay phải tờ anh lược cà phê Việt Nam á, làm cà phê sữa cho Như với ảnh uống luôn. Mát lắm cô chú ơi. 17 18 độ buổi sáng mát lắm. Nhà Peter ở dưới đó là cái hầm đó cả nhà. Đến lát ăn sáng xong rồi Như đi xung quanh ở phía trong cái căn nhà, Như quay cho ông bà cô chú xem nha. Bữa giờ hứa hứa mà không có quay bên trong được, quay toàn bên ngoài không à. Lát ăn sáng xong rồi Như rủ cái tờ đi vòng vòng nhà, Như quay bên trong căn nhà cho ông bà cô chú xem. Ở dưới đó là tầng hầm á, mình để đồ tồn kho với lại máy giặt đồ đó. Ở dưới đó cũng có một cái phòng đó, cho Mikey nó ở dưới đó. Nó chơi game á, rồi bạn nó xuống nó chơi thoải mái dưới đó. Si nó mới ngủ dậy nè ông bà cô chú. Cái đầu nó còn bầm sùm kìa. Mikey vừa mới đi chợ giờ đói bụng quá, chụp ly ô bôi lên uống liền, ly sô cô la lạnh á. Quay cái mặt đây coi. Thôi được cưng. Ngủ vậy cái đầu còn bầm rồng, đi vô rửa mặt đi con. Chú Bá Tờ đang làm đồ ăn sáng nè. Bá Tờ làm bánh bánh bắn cọt cà giống như bánh bột mì vậy đó cô chú. Đây có trứng nè. Rồi cái này là bột mì nè. Cái này là kem nè, chút mình đánh lên mình ăn với cái bánh nè. Anh làm hôm nay anh làm cái bánh này nè, nhưng mà mình ăn không có trái cây nha. Cái bánh nè, xong rồi kem, lát mình ăn với mứt. Cái này là bột mì đây cô chú. Không làm có công thức đồ dữ dằn lắm nha, lấy điện thoại ra mở công thức.
Ở đây thì mình ăn sáng là tự nhà mình làm vậy thôi, chứ ở Thụy Điển là buổi sáng là không ai mở cửa bán đồ ăn hết nha cô chú. Khoảng 11 giờ là mới bán, là cho mình ăn trưa thôi. Còn ăn sáng là đặc biệt mình phải ăn ở nhà, chứ không có ai mở cửa bán cho mình ăn sáng cả. Nhà của bé Tờ, cái máy hút đó nó cũng bị hư cái nút này nè cô chú. Cái nút này nó thường bị hư lắm, nó thường bị bể lắm. Đó, ông pha bột xong rồi, trứng với bột rồi này nọ với sữa rồi này nọ rồi đánh lên rồi bây giờ bắt đầu chiên. Để quay gần cái bánh này lại cho cô chú xem nha. Đó, người người Thụy Điển là cái bánh này là cái món ăn truyền thống của người Thụy Điển nha cô chú. Phải hết ta đây phép ta. Băng. Pannkakor. Pan, à. pan, pan. E panna. Pan, À. pannkakor. Nó giờ là panna. À. Essere cocca come fa. À. À, giống như là nếu mà dịch dịch tới tiếng Việt Nam mình là kêu bằng cái bánh bánh chảo chiên gì đó. Tại vì cái pan là cái chảo nè, khó cả là cái chữ bánh trong tiếng Thụy Điển. Ừ, Thụy Điển đúng rồi. Đúng rồi. Thụy Điển là để bị tư vậy. Ừ. Pancake. Phải không đó ông? Nó nói ra cái tiếng cái tên đó trong tiếng Anh á, tên gì xí? Em còn thi mai kì. Em còn thi. Pancake. Can do English cả. Trời ơi, nói tiếng Anh được luôn nha cô chú. Mai kỳ nhìn nó trắng hơn Peter ha, Peter nhìn da đậm màu hơn hay là tại vì mới đi Việt Nam về không biết nhìn ảnh nó đen hơn không? Mai kỳ nó trắng bóc à, trắng hồng luôn cô chú. Trời ơi đầu cổ cái nè, nó nằm sao mà cái tóc này nó chổi ra vậy là trời. Qua đây phép ạ. Vâng. Qua bên đây. Jag vill ha kaffe. Kaffe hả? Du fixar inte det till mig. Du skulle göra det. Aha. Rồi, rồi. Jag har mjölk i så det inte blir kallt. Vill du ha mjölken? Ja, ska du ha varm kaffe eller? Kallt kaffe, tack. Ha, rồi. Please. Ok, uống cà phê sữa đá. Giờ làm cà phê sữa đá cho người Thụy Điển uống rồi. Thèm rồi. Thèm cà phê sữa đá rồi cô chú. Hôm bữa mình về Việt Nam mà mình quên mua cái đồ đập đá đem qua ông bà cô chú. Cái tại giờ anh đâu uống cà phê nóng ở đâu, ông uống cà phê đá không à, cà phê sữa không à, mê rồi. Mình đập bằng cái cán dao nè. Cái tờ anh còn pha cà phê giỏi hơn Như á. Thôi được rồi, anh hỏi là anh giúp em không? Cà phê gì? Gì vậy trời? Trời ơi, cà phê gì đâu mà lạc nhách vậy trời, phải tờ lượt cà phê nè cô chú. Lạc nhớp hả? À, vậy là cái... À, vậy là ảnh lượt cái ly cà phê giảo này cho Như. Còn cái ly cà phê đậm này là mới là của ảnh nè. Nói một cái cho anh, một cái cho em. Si lần kia lấy cái ly bự rồi, lần kia cho mẹ nghe Si. Cái ly cà phê giảo nhìn nó lợt hơn nè cả nhà. Mà Như là đúng cái tờ ảnh hiểu ý, anh làm cà phê giảo cho Như á. Chứ nếu mà Như uống cà phê đậm quá là Như sẽ bị sốt ruột. Tại vì cà phê Việt Nam mạnh lắm cô chú ơi. Sao mà ổng làm cái gì mà nước không vậy trời. Sáng hắn dậy sớm hắn tự pha á. Để mít cái vắt tịnh. Det är en sån bra. Nej men varför? Det är inte så mycket kaffe och jättemycket vatten. Det är inte så mycket. Gillar vi inte kaffe? Det är två stycken, två och en halv sån om dagen. På varje. På fem stycken mat nästan. Det är olika, två olika kaffe. Det är annorlunda det kaffet. Detta. Det är ju igår. Jaha, då. Där är det. Kom.
À, anh uống cái hôm nay anh uống cái cà phê này. Không phải là cà phê Trung Nguyên mà là cà phê này. Cà phê này là của một chị ở trên Sài Gòn á, thành phố Hồ Chí Minh gửi về cho ảnh hai bịch là 1 kg. Đúng rồi, hai bịch cô chú. Cái này là cà phê rốc Việt nè, cà phê nguyên chất. Chị nói cà phê này cũng ngon lắm. Thôi chị gửi cho phép tờ uống thử nè cô chú. Ivan Jensson, rồi Jensson. Och Jensson. À, ổng trộn cà phê. Ổng trộn cà phê này, cà phê rốc Việt với lại cà phê Mai lại. Dữ dằn bây giờ. Không biết sáng tạo luôn nha cả nhà. Coi chừng ổng làm sao mà ổng pha gì mốt ổng ra cái công thức cà phê ngon luôn nha. Đấy, cà phê rốc Việt này với lại Mai này là ổng sáng tạo, ổng pha chung. Nhưng mà ảnh nói là hai cái loại này anh uống rồi nhưng mà không bằng cà phê Trung Nguyên. Hả Peter? Peter. Trung Nguyên the best ra vậy? Trung Nguyên. Yeah. Ừ, anh nói là cà phê Trung Nguyên. Anh nói cà phê Trung Nguyên là ngon nhất. Rồi, xong rồi nè Peter, lại uống bạn hớp cà phê đi. Giờ tự nhiên giờ bỏ cà phê Thụy Điển uống cà phê Việt Nam, cà phê sữa, cà phê đá. Det blir nästan helt fullt. Hur kunde det bli det på det lilla va? På det lilla vi gjorde? Ha? Jag gjorde en sån, bara upp här. Mm. Hur kunde det bli så här mycket? Is. Det brukar bli bara sådär. Is. Sådär. Smaka det. Thế nào cũng bị chị. Mick em bây giờ. Alo. Anh nói nhiều sữa quá. Vô. Vô. Yo. Yo, yo, feel the flow. Yo. Ông này không biết uống bia, không biết uống rượu. Uống cà phê với ăn bánh đồ ăn đồ ăn ngon không à, khôn lắm. Uống rượu mệt. Wakaba. Cô chú và các bạn. Wakaba wakaba. Cô chú. Go chú. Wakaba. Có bu cái gì, có bu ở đây không? Go chú wakaba. Chưa ăn cái gì, quất cà phê vô rồi. Dạo này là ống cà phê sữa ngày là 2-3 ly. Từ hồi ở bên Việt Nam về đây tới giờ luôn là ảnh uống cà phê Thụy Điển á, duy nhất có một lần thôi. Ở nhà á nha, còn trong công ty thì uống cà phê Thụy Điển nha cả nhà. Còn nếu ở nhà là ông nói ông uống có một lần duy nhất rồi. Sista pannkaka nu. Sån äter vi. Så allting är färdigt. Aha, xong rồi hả? Du har dukat bara sånt. Ok, giờ dọn đồ ăn bánh ăn sáng xong rồi như quay vòng vòng ở nhà có phải tờ cho cô chú xem. Dạ dạ thua xong thì ta phải gọi nó. Anh nói làm hai cái cho nên nó rất là nhanh luôn. Get the small pillow. Anh nói anh thấy anh khôn như. Nè, đem bánh lại đằng kia đi con. Kêu Mai Kỳ xuống lấy dĩa lấy nĩa rồi ra ăn. Mai Kỳ. Về yên. Mềm. Cái bánh này nó mềm lắm không bà cô chú. Mình sẽ ăn với cái mứt này nè. Đây nè cả nhà. Cái này là cái trái mứt mâm xôi ha. Còn cái này là mứt dâu nè, nhưng mà cũng có mứt cam rồi giống như là nhiều cái loại mứt lắm. Nhà này hay ăn hai cái loại này, lại nó chua chua ngọt ngọt. Ngon không Mai Kỳ? Ngon quá không? Khánh Đô Say ngon quá. Ngon quá. Winter Hall à. Trời ơi. Một ngày á chạy lại ôm Như xong rồi duỗi cái đầu vô cái đầu Như á mấy lần á cô chú. Mai Kỳ á. Sáng giờ chạy lại ôm cô Như 2-3 lần vậy đó. Nhớ cô Như quá trời. Nhìn nó bự bự vậy thôi chứ mới có 10 tuổi thôi. Phải không Mai Kỳ? Hugama được. Ừ, đúng rồi cô chú, 10 tuổi. Rồi, chị Hai Tường Vy để đồ xuống đó, lại đây ngồi ăn luôn đi con. Vy ngồi xuống ăn sáng luôn. Ngon không bé sợ? Ngon lắm, ngon quá. Vi trét kem vô trước đi con. Trét kem vô xong rồi để mứt. Mấy cái ngày lễ ở Thụy Điển á, hoặc là ở trường học á là tụi con cũng ăn cái bánh này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi Jessica ngồi xuống ăn cho ông bà cô chú xem ăn giỏi ra coi. En mick efter det där, ja. Lite slut. Nej, vänta. Lite mörkare mick, kaffe ju.
Sao mà hay so sánh đó nhờ. Cái ly này nãy người ta làm, giờ người ta không có uống, người ta để dành lại đó, cho nên nó còn đậm. Còn ly uống nãy giờ nó tan đá rồi. Kêu cái ly của anh, của em sao mà nó nhạt hơn cái ly của em vậy? Để lấy ly của mẹ. Để định làm vậy, đặng lấy cái ly của mẹ luôn đúng không? Ủa? Cái bánh này á, Như không có thích Bánh mồi. Hồi này uống hết luôn đi. Yes, it's good. Bánh mồi. Bánh canh. Uống hết đi, Như uống hồi Như sót ruột. Bánh canh. Bánh canh. Cái bánh này á, cô chú, là Như không có thích ăn bằng nĩa với lại bằng cái dao. Phở. Mình thích gói lại về xong mình ăn. Sót nữa được phở. Hả? Như cầm cục vậy là Như ăn cả nhà. Ăn vậy nó thoải mái. Ngon quá bác tờ. Thanks so much. What's the good? Bây giờ làm bánh này ngon hay Tường Vi ha? Nó mềm ùi rồi cô chú. Ăn mềm. Mấy đứa con, mấy đứa nhỏ này nó mê lắm. Jessica ăn mấy cái này ta? Con xin mời ông bà cô chú ăn nha con. Thôi rồi, con xin mời ông bà cô chú ăn với con. Ăn nãy giờ hết nữa cái bánh. Ăn một cái không ạ? Ăn mới có một cái rồi hả? Giờ mới nhớ ra mời ông bà cô chú hả? Rồi, ngoan chưa bà cô chú? Ăn xong sực nhớ ra là xin mời ông bà cô chú ăn với con. Ăn có cái bánh nè. Giờ đi ra đây nhảy ở đây nè cô chú. Ngồi nhìn đường, nhìn xá đồ. Nguyên cái sân nhà trước cửa nhà bác tờ rất là rộng luôn. Bây giờ thì mình sẽ quay cái... Trời ơi, làm gì vậy? Ông này lúc nào cũng tạo bất ngờ cho mình hết trơn á trời. Xin chào bé Tà nha. Xin chào. Thì hôm nay á, tụi mình sẽ quay hết xung quanh cái nhà, với lại bên trong cái căn nhà, rồi có kho như thế nào luôn, rồi chứa củi như thế nào. Mình sẽ quay cho cô chú xem nhà nông thôn ở Thụy Điển nha. Cuộc sống của người Thụy Điển ở nông thôn nha cả nhà. Rất là vui khi gặp bé Tà nha. Quá đẹp trai. Đẹp trai quá, giống mấy ca sĩ nhạc rock quá. Cái này mà mẹ Như coi là mẹ Như mê lắm rồi cô chú, phái lắm. Phái với tờ làm mấy cái trò này nè. Sao? Ấm ha, phải không? Khuôn. Ông thấy mặt trời ông mừng vậy đó cô chú. Rồi bây giờ bây giờ giới thiệu nhà cho ông và cô chú, anh chị và các bạn ở Việt Nam. Đây, thì nhà của bây giờ nha cô chú. Đây là cái đường lộ đúng không? Thì phía trước ở đây là cái lộ lớn nè. Cái lộ này là lộ lớn nha. Đó, rồi thì trước sân của ảnh là có một cái sân như thế này, nhưng mà không phải là cái sân của ảnh. Cái này giống như là cái đường để bãi đậu xe nào này nọ thôi, chứ không phải cái sân của ảnh nha. Đấy, thì đi vô bên đây thì cái này Như cũng quay nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay mình quay chi tiết ha. Đây là cái phía trước nhà ảnh đây. Thì cái ranh của ảnh là ngay chỗ cái này. Đó, nó chạy dài qua tới cái hàng rào bên kia. Thì cái đường bên kia là cái đường để dành cho xe chạy thẳng vô cái gala xe, là cái gala xe nằm bên đó. Bên đây là để mấy cái thùng rác bên đây. Phía trước đây thì là cái hòm thư. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà nha. Ở trước sân nhà thì có cỏ như thế này. Cái này mình có thể trồng hoa hay là mình để mấy cái thùng rau phía trước này cũng được. Tại vì ở đây cũng thật ra ít xe chạy lắm, không có bụi gì hết. Đây thì mấy bụi hoa cẩm tú cầu. Rồi bên đây là cũng đất cũng rộng rãi luôn. Ở đây mình mua thùng xốp về mình trồng rau vẫn được. Tại vì mùa hè Như về bên Việt Nam hết 6 tuần rồi. Bây giờ cũng không trồng được nhiều á, cho nên Như không trồng. Đây là mé bên hông nhà của ảnh ha. Ở trên có anten đồ, có hút khói đồ đàng hoàng. Trời, làm gì nữa ông nội? Ông này làm gì nữa vậy? Thấy đường đi không vậy? Bởi vậy đúng, cô chú nói đúng thiệt. Kênh của Như không có bé tờ coi buồn thiệt. Có ổng vui thiệt mà cô chú. Coi xin nữa kìa. Rồi coi. Bé tờ buông cái đầu tóc này ra, cái đầu xi lụm liền. Hai chú cháu à. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô trong nha. Để hai chú cháu nó ở đó mua lửa đi. Cái này nè, mình nhìn vô đây là cửa sổ này. Là bên đây là cái có cái giống như cái bếp đó. Bây giờ thì Như... Như sẽ đi vô trong nha cả nhà ơi. Rồi mình đi lên bậc thang nè.
Đó, ở đây là cái cửa lớn chứ gì. Mình đi vô ở đây thì là da dép nè. Bắt đầu mình đi vô trong đây. Thì bên đây là cái toilet, cái nhà vệ sinh. Thôi mình khỏi quay nhà vệ sinh nha cô chú. Đấy, ở trong đây là cái đi vô nè. Còn cái bên đây á, cái cầu thang này nè, là đi lên trên, giống như là trên trên lầu thì có phòng ngủ với lại phòng để đồ nữa đó. Đó, mình nhìn ra đằng trước thì là như vậy nè. Rồi, đi lên nha cô chú. Nhà của bé Tờ á thì là nó cũ rồi. Tới nỗi mà mình cầm tay mình đi mấy cái này á, thì nó cũng đã sờn hết trơn rồi cả nhà. Đó, còn cái cầu thang này á, thì nó bằng gỗ. Nhưng mà nếu mà nhà của mình mà mua cầu thang này mà mua bằng gạch hoặc là bằng đá, nói chung là bằng xi măng đó, thì mình đi sẽ không có bị kêu. Còn nhà ảnh là bằng gỗ cho nên khi mà mình bước lên là nó sẽ bị kêu nha. Ban đêm đi mà tĩnh lặng á, thì nó kêu sẽ rất là lớn. Rồi đi lên đây thì mình nhìn thẳng vô đây á, là cái phòng để đồ của ảnh. Để đồ với lại chăn ra gối niệm đồ đó không bà cô chú. Trong đó thì mình có thể mở đèn nha. Rồi đi vô trong đây thì cái phòng ngủ của ảnh. Mấy cái này nè là mình có thể sơn. Mình muốn sơn màu gì mình sơn. Hôm trước là nguyên cái phòng màu xanh đậm luôn. Ảnh sơn lại màu trắng cho nó đẹp, cho nó vui mắt. Vì là mùa hè cho nên là ảnh xài cái màn, cái rèm màu đen nè. Tại vì 10 giờ đêm, 9 giờ đêm còn sáng đó, cho nên mình xài rèm màu đen mới ngủ được nha. Nắng tới nở mấy cái bông này bạc màu luôn đây. Đây, trên lầu mình nhìn xuống đây là cái nhà hàng xóm đó cô chú. Ở bên đó. Rồi mẹ thấy xì đổi cái đầu này mẹ mệt quá xì ơi. Rồi đây là cái giường của phế tờ đây cô chú. Đó, phòng ảnh vậy thôi cô chú. Phế tờ sống một mình. Rồi ok, qua phòng của Tường Vi với lại Si. Đây thì mỗi lần Si với Vi, Si nó xuống đây nó chơi á, thì nó có một cái phòng đây để ngủ. Đây Vi nó nằm dưới đất nó ngủ đây. Đó, đây thì cửa sổ mình nhìn ra thì bên kia cũng có cái nhà hàng xóm nè. Cái view này như thường hay quay đó. Filming the models. Quay nhà hàng xóm luôn. Nhà hàng xóm, cái nhà bên đây nó rất là đẹp nha cô chú và rất là rộng. Ở đây mà hai vợ chồng làm lương ổn định thì mình mua nhà vậy nè, mình ở mình trả góp. Nhà đất thì không có lên nhiều nhưng mà chủ yếu là mình có cái chỗ ở nó rộng rãi hơn là chung cư. Rồi bên kia mấy căn nhà bên kia hàng xóm của bác tên đó đó cô chú. Đẹp chưa? Không có hàng rào ngăn cách nhiều đâu, không có kẽm gai gì đâu, chỉ là trồng bông trồng hoa rồi ngăn cách hàng rào vậy thôi. Rồi Mai Kỳ đang nằm trên giường của Si ha. Ở bên đây có cái tủ quần áo. Ổng xếp thùng rác lại cho tụi nhỏ quăng rác đâu nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống đất nha cả nhà. Ở đây có cái khoảng trống này nè, để bình chữa cháy ở nhà mình phải có bình chữa cháy nha. Rồi đi xuống rồi bác tự giới thiệu cho ông bà cô chú rồi coi. Về Việt Nam ông bà cô chú thương rồi, qua đây rồi giới thiệu nhà là cho nó thân mật hơn, thân thiện hơn chứ. Rồi đây cả nhà ơi. Rồi đi vô đây ha. Vô đây thì là cái phòng khách. Đấy, phòng khách ảnh thì ảnh trồng cây xanh ở đây. Đây có tivi. Đó. Trời ơi, sáng dọn dẹp rồi nha, mà tụi nhỏ nó ăn nó bài. Nó tỉnh nhìn ảnh cười cô chú được ơi, đừng có. Ảnh nói hôm qua ảnh dọn rất rất là sạch rồi cho ba mẹ con như xuống chơi cho thoải mái đi, có muốn quay thì quay rồi mà giờ nói vẫn dơ tại tụi nhỏ nó bài suốt à. Ở đây thì cái bàn ăn đây cả nhà, cái phòng khách với cái phòng ăn thì nó kiểu như nó dính với nhau vậy đó. Mình nhìn ra đó là mình thấy cái cửa luôn vậy đó. Cái toilet là nó nằm mé bên trái, khi mình bước vô mình thấy liền. Đây là cái lò sưởi khi mà mình đông mình đốt ha. Rồi xuống đây là cái bếp. Đây là cái máy rửa chén ha. Đó, bên kia là hai cái tủ lạnh, cái tủ lạnh với cái tủ đá. Ở đây thì bếp của ảnh nè. Trời ơi, ai mượn hết cái bụng chi thở ra à trời. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cái hầm. Ở đây mình mở cái đèn lên. Ở đây á, nhà thì điển á, thì hồi xưa người ta cất á, thì sẽ có hầm. Nhưng mà bé Tờ nói bây giờ cất á, thì nó sẽ không có làm hầm nữa giống như hồi xưa. Nhưng mà những cái nhà cũ như thế này, nhà này là 70 mấy 80 năm rồi, nên là sẽ luôn luôn có hầm. Bên đây thì đây một cái kho để cho mình chứa đồ tồn ha. Rồi bên đây cái kho nữa nè. Đấy.
Rồi bên đây ăn cái nữa nha cô chú. Quay ôi lại thấy cái bụng ông này trời. Rồi ở đây thì là như là để cho mèo nó đi toilet ở đây. Rồi xuống đây thì cái chỗ mà để ảnh giặt đồ. Thì đây là cái máy sấy, đây là cái máy giặt. Thấy ổng giặt xong rồi thì ổng đem qua đây để mà xếp á. Rồi ở trong đây thì có thêm một cái phòng cho mấy kỳ nó chơi game nè, tại vì nó ở với ba rất là ít ha. Rồi bây giờ mở cửa đi ra luôn cái ta. Thì cái hầm này, dưới hầm nó có cái cửa nữa, mở cửa ra. Mở cửa ra. Đó, bây giờ mình mở cửa ra đây, có cái cầu thang nó đi lên đây. Nó đi lên thì mình nhìn thấy đây là cái phía trước nhà liền nè cô chú. Đó, nhà họ xây kiểu vậy ha. Mỗi nhà là mỗi kiểu nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng lại phía sau nha. Như quay hết cho cả nhà xem luôn. Thì đây là cái hầm hồi nãy, cái cửa nãy như đi lên nè. Ủa. Đấy. Đây là cái cửa sổ bếp, còn ở trên đó là cái phòng của hai đứa nhỏ đó. Thì đây là cái gala xe, nếu mà mình có xe hơi thì mình chạy thẳng ra đây mình đậu, tại vì cái cửa là rất là bự. Ở đây đi ra phía sau. Đấy, phía sau thì nó như thế này nè cả nhà. Thôi rồi mình để bàn ăn, chỗ mình để lò nướng. Bên kia mình có thể để bàn ăn được, nếu mà mình có mở tiệc á, mình đem bàn ghế ra ngoài mình đãi tiệc ở đây cũng được, nếu mà thời tiết nó đẹp. Mấy hôm mà sinh nhật của Mai Kỳ rồi đó thì ảnh cũng làm vậy. Ở đây có một bộ bàn ghế để mình ngồi mình uống, mình ăn cà phê, mình nướng đồ, hoặc là mình nướng xong mình qua đây mình ăn cũng được. Rồi đi vô đây coi, nhưng mở cái này ra cho cả nhà xem luôn. Ở trong đây á thì là như là cái một cái kho để dành mình chứa củi cho mùa đông. Mấy cái củi này á thì không phải ảnh đi mua, tại vì nhà ảnh cũng không có cây gì ha. Mấy cái cây này là ảnh xin của ba nuôi á. Ba nuôi chặt mấy cái cây ở nhà đó thì ba nuôi rã ra xong rồi ảnh mướn cái xe kéo đằng sau ảnh chở về nha cô chú. Chở về để dành mùa đông mình đốt để tiết kiệm điện nha. Mấy cái giường của người ta bỏ rồi đó là mình cũng xin về mình để dành để mình đốt. Nó tiết kiệm điện được rất là nhiều. Rồi bên đây là cái hồi nãy mình qua bên đó thì là cái kho chứa củi nhỏ nhỏ ha. Còn mình qua bên đây là cái đầu hồi nãy mình chạy gala xe xe đậu như đó. Anh nói em quay cái xe đẹp của anh làm gì. Thì bên đây đồ này là ổng để giống như là mấy cái đậu cái xe ở đây, rồi còn những cái đồ mà nói chung là lung tung lung đó. Đó, mấy cắt cỏ rồi đó, thì em đậu ở đây. Đó, vậy là xong á cô chú. Nhà có cái tờ đó. Thì cái nhà này á là mình hôm qua như nói á thì giá mà nếu mà bây giờ mình kêu mình bán đó thì chắc được chừng 2 tỷ mốt, 2 tỷ 2 gì đó thôi. Mà mình còn phải trả hoa hồng cho cái người bán nữa. Mình cũng phải sửa lại chút xíu mình mới bán được nha. Thì cái nhà nông thôn Thụy Điển là như thế này nè. Cái nhà này rộng á, tổng diện tích đó là 90 mét vuông. Còn bên ngoài đất ở ngoài thì nhiêu đó, đó như cũng không có biết cụ thể, nhưng mà như biết là nhà này là 74-75 năm, ở trong là 90 mét vuông. Giá ở đây thì là 2 tỷ 1, 2 tỷ 2 mà mình được trả góp là tới 40 năm, hơn 40 năm. Mình có một đầu lương đó cả nhà. Ờ, cái tờ hỏi đem cà phê ở đây uống ngồi vui lắm á Như. Đây, bên nhà hàng xóm với nhà phải tờ thì cách nhau một cái hàng rào, nói chung là hàng rào cây như vậy đó bà cô chú. Thì ở bên kia đó cả nhà là có một cái nhà bên kia ha. Bây giờ anh kể là hôm trước là cái nhà đó có một mình cái ông già ông ở thôi, thì ông mới mất đây thôi, rồi cái nhà đó kêu bán thì bây giờ có nguyên một cái gia đình với hai đứa bé dọn vô ở. Ở Thụy Điển vậy là bình thường nha cô chú. Rồi thì xong cái video ngày hôm nay rồi, quay cái cảnh ăn sáng sinh hoạt buổi sáng ở nhà với lại là quay xung quanh nhà của bé tờ từ trên tới dưới từ trong ra ngoài cho cô chú rồi, rất là vui luôn cô chú. Cảm ơn bà cô chú xem hết cái video ngày hôm nay ủng hộ gia đình Như nha. Giờ thì gia đình Như xin kết thúc cái video này và hẹn gặp lại video tiếp theo. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình yên bên gia đình, người thân và bạn bè. Bye bye đi bé tờ. Bye bye. Bye bye ông bà cô chú. Bye cô chú. Bye bye. Để dạy bé tờ nói câu chúc nha. Chúc. Xin chào. Welcome, welcome. Này bé tờ. Chúc. Chúc. Ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Thật nhiều. Thật nhiều. Sức khỏe. Sức khỏe nhé. Rồi.